Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở cái hàng Asset Chí Minh Khai. Thì trong video này mình sẽ cho bạn xem coi là so sánh về thiết kế giữa ba cái mẫu cạc mới hiện nay của Sotax. Đầu tiên là cái mẫu Zenith 1080 AMP Omega Edition. Mẫu thứ hai là mẫu GTX 1060 AMP Extreme Edition. Và cuối cùng là cái mẫu GTX 1060 AMP. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nói về thiết kế của con thấp nhất là con 1060. Thì các bạn có thấy thì cái mẫu của con này nó sẽ có thiết kế bên ngoài là nhỏ nhất trong hai cái cạc còn lại. Tuy nhiên thì tuy nhỏ nhưng mà nó có vỏ, tức là nó được trang bị hai cái quạt rất là lớn, kích thước là 90mm. Đồng thời thì cả hai phần trên dưới của nó thì nó được trang trí bằng những cái họa tiết là mạc rơ bóng như thế này ha, rất là bóng bẩy. Đó. Ngoài ra là cái máy này, cái cạc phòng thoại này nó vẫn được trang bị những cái có hình những cái tính năng tiêu chuẩn như vậy là tản nhiệt rất là tốt, cũng như là cái cạc nó sẽ động quay quạt khi mà cái máy quạt nó sẽ nóng hoặc là cái cạc quạt nó sẽ nóng ha. Rồi. Bên trên chúng ta sẽ có những cái đèn cũng như là logo Sotax ở phía bên trên, khi mà bạn cắm điện vào thì nó sẽ phát sáng đèn. Cũng như là bên hông sẽ là những cái cổng kết nối, chẳng hạn như là chúng ta có ba cái cổng display board, một cổng HDMI và một cổng DVI. Cũng như là cái máy này là sử dụng cái chân nguồn là 6 pin. Đó. Thì đây là cái chiếc GTX 1060. Đây, như thế này. Rất là đẹp ha. Rồi. Do video này là mình chỉ so sánh thôi, còn về cấu hình hoặc là những cái thông số thì là khác thì mình sẽ nói riêng từng cái cho mình biết sắp tới. Rồi, đây là cạc thứ hai, chiếc GTX 1070 AMP phiên bản Edition. Thì có lẽ thì cái 1060 này thì nó làm nhìn nó hầm hố hơn ha. Chúng ta có hai cái dãy đèn hình mũi tên như thế này ha, rất là đẹp. Hai cái quạt cũng thiết kế rất là lớn. Đó, và cái mặt cái cạc này cũng tương đối là khá nặng ha các bạn ha. Phía bên trên thì chúng ta cũng sẽ có đèn tắt ở đây ha. Đó, sẽ phát luôn phát sáng. Đây, rất là đẹp. Rồi, bên hông thì cạnh của sẽ có là chúng ta có tất cả là tổng cộng là ba cổng display board, một cổng HDMI và một cổng DVI. Và cái cạc quạt này nó sử dụng là hai cái chân nguồn 8 pin. Đó. Và phía sau thì chúng ta có cái backlight được trang trí rất là đẹp các bạn ha. Đây, những tấm kim loại và được họa tiết cũng màu vàng, lại chúng ta màu xám như thế này. Rồi rất là thích, cũng như là chúng ta phía sau có một cái công nghệ là Power Push. Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Đây là cho bạn xem chiếc 1060 và một chiếc 1070. Đó, như thế này. Hai cái cạc của Sotax. Rồi. Đây là chiếc cạc mạnh nhất của Sotax. Chúng ta hiện tại chiếc GTX 1080 AMP phiên bản Omega Edition. Bự nhất trong số tất cả ba cái đầu họa. Thì các bạn thấy thì do bự nhất nên là nó cũng được trang bị rất nhiều những cái công nghệ bên trong. Cũng như là cái chiếc cạc đầu họa này mới được trang bị tới tổng cộng là 3 quạt. Và đồng thời thì trên mỗi một cánh quạt này thì Sotax thiết kế là những cái đường thiết kế dạng có đường vân bay này ha. Thì cái việc mà Sotax thiết kế như vậy giúp cho cái việc mà khi mà quạt quay, những lượng gió đi vào nó sẽ tản nhiệt đều cái phần bên trong, cũng như là giúp cho cái việc mà tản nhiệt của cạc này sẽ tốt hơn hẳn so với hàng cạc còn lại. Tiếp theo thì chúng ta thấy là thay vì chiếc 1060 là chúng ta sẽ có hai cái đèn ở phía bên dưới này, thì Sotax làm cho nó đẹp hơn, ngầu hơn bằng cách là trang trí hai cái bốn chiếc đèn ở phía hai góc trên và hai góc dưới như thế này, rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình không rõ là cái màu đèn sẽ là màu gì, cho mình chưa có kim điện mình không biết. Đó, phía bên trên thì chúng ta cũng sẽ có một cái logo Sotax sáng đèn ở phía bên trên. Đó, như thế này. Rồi, cạnh hông thì chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái cổng kết nối, chẳng hạn như là chúng ta có ba cổng display board, một cổng HDMI, một cổng DVI. Đó, có cái gì hết. Còn cổng nguồn thì cái máy này sử dụng là hai cổng nguồn 8 pin. Và cuối cùng là chúng ta thấy thì cái backlight của cái chiếc AMP phiên bản Omega Edition này nó vẫn không có khác biệt gì so với chiếc 1060. Tuy nhiên thì với phiên bản 1060 thì nó thêm một cái dòng là Burst Limit, tức là cái máy nó sẽ mạnh hơn ra. Và chúng cái logo này cũng có đèn. Đó, rất là hay, rất là đẹp. Tuyệt vời. Thiết kế của Sotax rất là đẹp. Đây mình sẽ cho bạn xem mặt sau giữa chiếc của 1070 và chiếc 1080. Đó. Khác biệt về thiết kế, về cái chi tiết cũng như là về cái kích thước. Rồi. Và đây là mặt trước của chiếc 1080 và chiếc 1070. Đấy, thì cái cánh quạt của chiếc 1080 nhìn nó đẹp hơn hẳn. Đó, như thế này. Rồi. Thì đó là ba cái sản phẩm cạc đồ họa rồi mới nhất mà của Sotax hiện nay vừa tung ra cho người dùng. Thì đó là các bạn trên tay nhanh thôi, còn nếu các bạn có muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể tham tới Asset Audio để mà tham khảo về giá bán như là cái sờ cần sao chứng như mình và cảm nhận cái ba cái đồ họa này ha. Rồi, giờ xin chào các bạn.